Chào mừng quý vị đến với Vua Home và đây là Full House 1. Nhà là nơi gắn kết mọi thành viên trong gia đình bằng tình yêu thương, bằng những tiếng cười và bằng sự bình yên mà không ở đâu khác có được. Nhà là nơi mọi người đều có thể sống thật với bản thân mình, làm điều mình muốn, là nơi ta có thể trở về bất cứ lúc nào sau những căng thẳng, mệt mỏi của cuộc sống bên ngoài. Với kinh nghiệm 14 năm trong nghề thiết kế nội thất, tôi thấu hiểu được tầm quan trọng của ngôi nhà trong tim mỗi người và tôi đã dùng mọi nỗ lực, tâm huyết của mình để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật 3 chiều cho ngôi nhà Full House 1 của Vua Home. Sau đây, xin mời cả nhà hãy cùng tôi khám phá căn nhà mơ ước này nhé! Nhìn từ xa chúng ta sẽ thấy một ngôi nhà có cái cổng màu xanh với một tạo hình rất là ấn tượng. Chúng ta thấy là cái cổng màu xanh này sẽ khác biệt với lại toàn bộ những cái khu nhà ở đây. Và đường đi thì rất là rộng rãi, xe ô tô, đây là xe 5 chỗ rất là lớn túc sân nha các bạn. Và đường thì đường nhựa bê tông và trải tới vào tận nhà. Và đi tới đây thì mình sẽ bắt gặp một cánh cổng màu nâu kem. Đây là phía trước sân của ngôi nhà. Sân có diện tích khoảng 30 m², có thể để vừa xe ô tô 4 chỗ hoặc là 7 chỗ. Sân được thiết kế gọn gàng, gồm có khu tiểu cảnh cây xanh hai bên, rất là thư giãn, và một vị trí ngồi uống cà phê hoặc là uống trà sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Đối với những công trình khác thì có thể sân này chỉ có mang cái công năng là để xe, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn tăng cái công năng cho cái sân này để có thể thư giãn, có thể trẻ, nếu như có trẻ em thì có thể chơi đùa ở đây. Đây là cửa chính bước vào nhà, thì cửa ở đây mình không có làm đơn điệu giống như cái căn hộ khác là người ta chỉ cần có một cái cửa là chính, nhưng ở đây mình muốn cái cửa này thêm dễ thương hơn và sang trọng hơn, là có một cái mái vòm ở phía trên thì mình sẽ cảm giác cái cửa nó cao hơn, sang hơn, và điểm xuyết những cái trang trí bằng nẹp gỗ này, bằng bóng đèn thì tạo cho cái ngôi nhà của mình cảm giác rất thân thiện và nó giống như một cái tác phẩm nghệ thuật trước khi mình bước chân vào trong nhà. Khi bước chân vào ngôi nhà thì mình chỉ muốn ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái này. Chiếc ghế sofa có cái màu kẹo Alpendipe rất là ngọt ngào và dễ thương. Phía đằng sau ghế sofa thì mình trang trí bằng một cái bức tường được điểm nhấn màu xanh và được phối cùng với các ô chỉ. Nhìn biểu tượng ở đây thì có thể mọi người sẽ không hình dung ra, nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ đây là sự cách điệu của một khu rừng đó. Kế bên đây là một giếng trời rất là xinh xắn. Khi mà ngồi ở đây thì mình có thể nhìn thấy bầu trời, có thể nhìn thấy mưa rơi, rồi cũng có thể hưởng cái khí gió trời luồn từ trên mái nhà xuống. Ngồi đây thực sự rất là thoải mái. Có thể là uống một ly nước mát nè, đọc một cuốn sách. Thì ở đây bạn thấy là bên đây là sự cách điệu, còn đây là một không gian cây xanh thực thụ. Thì mình muốn là tạo ra một không gian giữa tượng trưng và thật để cho người sử dụng có được nhiều cái cung bậc cảm xúc cảm nhận về không gian. Đây là kệ tivi treo ở trên tường, cũng theo cái tông màu xanh của ngôi nhà, và khoảng cách giữa kệ tivi tới sofa là một khoảng cách đạt tiêu chuẩn để khi mình xem thì rất là thoải mái, không bị mỏi mắt và cũng không có bị xa quá và cũng không bị gần quá. Và một điểm thú vị của ngôi nhà đó chính là bức tranh về rừng cây. Bức tranh này được vẽ bởi các họa sĩ của trường mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, những họa sĩ thực thụ có tài năng, và họ vẽ với bằng tất cả tâm huyết nghề nghiệp đam mê của mình, tạo lên một bức tranh tả về một vườn cây rất là dễ thương, thân thiện. Và khi mình nhìn vào bức tranh này thì mình chỉ muốn đắm chìm vào trong bức tranh và muốn trở về với lại tuổi thơ, trở về cái không gian thế giới của riêng mình. Và rất là thú vị khi mình ngồi đây để đọc sách. Góc này với cái công năng chủ yếu là để đọc sách và ngồi thư giãn. Và chỉ cần một bước chân thôi là mình đã tới một phòng ngủ của chủ nhà, phòng ngủ master. Phòng ngủ này thì đặc biệt là được nhấn với hai màu gam nổi bật, đó là màu kem và màu xanh. Phòng ngủ được trang bị rất là đầy đủ, bao gồm có cả tranh ảnh, bàn trang điểm, tủ quần áo và ga gối nệm rất là cao cấp. Bàn trang điểm ở đây đã được thiết kế có một cửa sổ nhìn ra giếng trời. Như vậy là phòng ngủ của mình đảm bảo lúc nào cũng có ánh sáng và được thông gió rất là tốt. Tủ được thiết kế rất là gọn gàng và là cánh lùa. Cánh lùa sẽ giúp diện tích không gian của mình sẽ thoải mái hơn. Và tủ thì được làm với chất liệu và các cái phụ kiện rất là chắc chắn, giúp cho quá trình sử dụng rất là dễ dàng. Xuống đây chúng ta sẽ được trải nghiệm một không gian bàn ăn rất là ấm cúng. Kế bên bàn ăn mình sẽ bắt gặp một chiếc kệ được trang trí những
vật dụng rất là dễ thương, đó là những đồ vật bằng gốm thể hiện những con thú rất là gần gũi, giúp cho không gian của mình cảm giác rất là đáng yêu và rất là thân thiện. Trên này là những bức tranh bằng các cái chất liệu tự nhiên, đó là rễ cây, dây thừng, hạt cà phê và đá sỏi. Đây là những bức tranh do chính mình tạo lên để trang trí cho cái ngôi nhà đặc biệt phun hao của mình. Đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Phòng ngủ này được thiết kế rất là gọn gàng, bao gồm có tủ quần áo, giường ngủ và bàn học, bàn đọc sách hoặc là bàn làm việc. Đây là phòng học hoặc là có thể học hoặc là có thể là đọc sách cho các bé. Học xong mình có thể lên giường ngủ rất là thoải mái, bởi vì là cả hai phòng ngủ trên và phòng ngủ dưới này đều được trang bị đầy đủ máy lạnh, nên là đảm bảo rất là thoải mái, mát mẻ. Và khu vực mà mình yêu thích nhất trong căn nhà này đó chính là khu bàn ăn và khu bếp. Khu bàn ăn được thiết kế rất là tinh tế, sang trọng với một bộ bàn ăn. Các bạn thấy hình dáng ở đây nè. Chiếc bàn bằng chân sắt đúc và mặt bàn bằng đá. Ghế thì được bọc da simili và được may rất là tinh tế và tỉ mỉ, rất là sang trọng. Còn gì vui hơn khi vào cuối tuần chúng ta được ngồi quây quần bên gia đình trong những bữa cơm ấm áp, sẽ giúp cho chúng ta tái tạo được năng lượng sau những cái ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Khu bếp được thiết kế rất là sang trọng, lạ mắt với tông màu xanh. Các bạn chắc là ít thấy được cái bếp nào mà tông màu xanh như này đúng không ạ? Nhưng mà ở đây mình mạnh dạn đưa cái tông màu xanh vào khu bếp với mong muốn tạo ra một cái sự bình yên, sang trọng, sạch sẽ, gọn gàng, để khi mà chúng ta tới đây thì chúng ta cũng được đắm mình vào cái không gian xanh mát của thiên nhiên. Và cuối cùng ở phía sau đó chính là khu nhà vệ sinh. Khu nhà vệ sinh được thiết kế rất là thông thoáng, có giếng trời, thông gió và lấy sáng, lấy gió ở bên đây ha các bạn. Funhouse 1 sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những gia đình muốn tìm một tổ ấm để đón chào năm mới phát triển, thịnh vượng và thành công.